Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau để lòng của chúng ta để suy gẫm học hỏi lời Chúa qua một phân đoạn kinh thánh rất là quen thuộc. Ở trong thư Roma đoạn thứ 12 câu 1 và câu số 2. Roma đoạn 12 câu 1 và 2. Một lần nữa xin trân trọng kính mời thánh đồng đứng lên để chúng ta cùng đọc lời Chúa với nhau. Hãy đọc và tiếp nhận lời này cho mình. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Amen. Kính mời thánh đồng an toàn. Có một câu chuyện là một giai thoại được người ta yêu thích, đặc biệt là trong cái thời trước Chúa Giêsu cũng như trong thời của Ngài, tức là thế giới cổ đại Hy Lạp và La Mã. Thì người ta có nói về một vị triết gia rất là nổi tiếng. Chúng ta biết rằng trong cái thời đó thì có ba triết gia cổ đại La Mã, Hy Lạp và La Mã đã xây dựng nên cái nền tảng về triết học Tây Phương. Thì đó là Socrates, Plato và Aristotle. Thì nhân vật đứng đầu đó chính là Socrates. Thì người ta kể lại rằng một lần kia thì ông đi trong một cái con đường hẹp, thì ông gặp một người tên là Xenophon. Thì ông cầm cây gậy của mình để chặn ngang cái đường và hỏi người này một số điều. Nói rằng anh có biết là mua món này món kia ở tại đâu hay không? Anh có biết là một số nơi chốn nào đó cần thiết mà tôi phải đi đây đi đó ở trong cái thành phố này hay không? Tức là thành Nhã Điển, thành Athens đó. Thì Xenophon trả lời một cách rất là rành rọt về tất cả mọi cái điều. Rồi sau đó thì vị triết gia Socrates này ông mới hỏi rằng đó, vậy anh có biết ở đâu mà có thể đào tạo những người nhân đức và khôn ngoan không? Thì Xenophon trả lời rằng không, tôi không biết. Và Socrates mới nói rằng, vậy anh hãy theo tôi để có thể trở nên con người đó. Và chúng ta biết rằng về sau thì Xenophon đã trở thành môn đệ của ông, cùng thời với Plato, mặc dù là Plato là môn đệ xuất sắc nhất của ông. Cho nên ông đã trở thành một triết gia bởi vì ông đã được gặp một triết gia rất là nổi tiếng, một nhân vật rất là vĩ đại vào thời bấy giờ. Và ông đã đáp ứng cái lời kêu gọi đó để mà ông dâng cuộc đời của mình trở nên môn đệ. Và chính vì vậy mà ông đã được đào luyện để trở thành một vị triết gia nổi tiếng trong lịch sử. Ở đây cho chúng ta có thể thấy được rằng khi mình nói đến dâng mình để sống cho Chúa, thì bây giờ trước hết chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa về cái sự dâng mình là gì. Đầu tiên đó, thì sự dâng mình nó phải đến từ nhận thức về sự thương xót của Chúa dành cho mình. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Phaolô ông nói rằng, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em để dâng đời sống của mình cho Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, nếu không có nhận biết sự thương xót của Chúa, mà không chỉ là sự nhận biết về tri thức, nhưng mà còn là sự tiếp nhận sự thương xót đó. Chúng ta hiểu rằng đó, đối với ngôn ngữ của Thánh Kinh, lời Đức Chúa Trời đó, thì cái chữ biết nó không phải chỉ là liên hệ tới cái lĩnh vực của tri thức về sự hiểu biết, trí tuệ, nhưng mà nó còn là một cái sự đáp ứng để bước vào trong một cái mối tương quan. Giống như nói rằng Adam biết Eva và sanh con cái. Chính nó là một cái gì đó của một cái sự kết hợp một cách rất là mật thiết. Và Chúa cũng nói rằng đó là sự sống đời đời, tức là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên đó không phải chỉ là mình biết có một nhân vật, hay là mình biết có một đấng tối thượng, đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời hay là Giêsu Christ, nhưng mà là bước vào trong cái mối tương quan, sống là một sự tương quan. Cho nên ở đây Chúa nói với chúng ta rằng đó, một người phải có một nhận biết hay là có một cái gặp gỡ và kinh nghiệm được về
sự thương xót của Chúa, nhận lãnh được ân huệ từ sự thương xót của Chúa, thì bây giờ nó mới có thể đưa người đó đến chỗ dân mình. Và điều này thật là quan trọng lắm. Chúng ta biết rằng khi không có Đức Chúa Trời, không có được gặp gỡ Chúa và không có nhận được cái sự thương xót là sự cứu chuộc của Chúa đã dâng mạng sống của Ngài để hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Để làm gì? Để biến đổi cuộc đời của chúng ta từ chết qua sống, từ tối tăm qua sáng láng, từ một đời sống hư không dẫn tới hư hoại, để đưa chúng ta vào sự sống đích thực của Đức Chúa Trời, là sự sống hạnh phúc, sự sống đầy vinh quang, và là sự sống đời đời phước hạnh nữa. Thì chúng ta biết rằng đó, phải nhận biết điều này thì nó mới có thể là cái động lực và một cái sức mạnh để cảm thúc một người tiến tới bàn thờ để dâng mình cho Chúa. Để mình không còn sống cho mình nữa mà chúng ta có thể sống cho Đức Chúa Trời. Cho nên đó là một cái điều nó hết sức là quan trọng. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là trong hàng ngũ của những môn đồ thì có ông Matthew. Matthew là một cái người đeo đuổi theo tiền bạc của cải, bởi vì ông là một người thâu thuế, mà là một người trưởng thâu thuế nữa, chứ không phải chỉ là thâu thuế cấp thấp đâu. Cho nên ông đeo đuổi theo cái vấn đề là sự giàu sang về của cải dư dật. Rồi chúng ta cũng thấy có một nhân vật khác ở trong hàng ngũ môn đồ của Chúa là Simon thuộc đảng Celot. Đảng Celot là một đảng phái chính trị lúc bấy giờ chống lại đối với các thế lực ngoại bang đang cai trị ở trên xứ Do Thái hay là dân Do Thái. Và họ sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, kể cả gia đình của mình nữa, để mà họ có thể chiến đấu cho cái lý tưởng về quyền lực, về chính trị. Nhưng chúng ta biết rằng khi Matthew, người thâu thuế, lẫn Simon thuộc đảng chính trị Celot gặp gỡ Chúa Giê-xu đó, thì họ đã từ bỏ tất cả những cái mục đích mà trước đó họ đeo đuổi. Họ hiến dâng cả cuộc đời của mình để tìm cầu đó, để rồi bây giờ họ dâng mình cho Chúa, trở nên môn đồ của Ngài, để sống cho lý tưởng của Ngài, lý tưởng của thiên đàng. Cho nên chúng ta biết rằng đó, điều quan trọng của một người để có thể dâng mình cho Chúa không phải là tại vì mình muốn, tại vì tôi thích làm cái này làm cái kia cho Đức Chúa Trời để mình được cái này được cái kia, được phước, được may mắn, được thịnh vượng, được bình an gì đó. Không, nó phải đến từ chỗ chúng ta nhận được cái sự thương xót của Chúa. Không có sự thương xót của Chúa thì không có một sự dâng mình một cách đặc biệt. Bởi vì không có nhận được sự thương xót của Chúa thì chúng ta không có gì để dâng hết á. Sự thương xót của Chúa là đến với cuộc đời của một con người hư hoại, một con người hư mất. Hư hoại là gì? Là ở trong nó hoàn toàn không có một cái gì tốt cả, mà nó sẽ dẫn tới một cái sự hư hoại, và rồi cuối cùng là hư mà mất nữa. Cho nên không có cái gì từ cuộc đời đó mà có thể dâng cho Đức Chúa Trời để Ngài tiếp nhận hết á. Phải là một đời sống sau khi nhận được sự thương xót, tức là sự cứu chuộc của Chúa, để được đổi mới và có sự sống. Bấy giờ mình mới có thể dâng đời sống mới của mình cho Chúa. Chúa mới có thể sử dụng cái đời sống đó được. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, nếu không có Chúa, chúng ta dâng cái gì cũng không được, Chúa cũng không có tiếp nhận. Cho đến khi chúng ta nhận trước nhất là sự thương xót của Chúa. Và cái điều này nó có nghĩa là chúng ta đặt đời sống của mình trong tay Chúa để Ngài làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta biết rằng đó, chúng ta làm tất cả điều này là bởi đức tin, cũng như nhận được tất cả điều này là bởi đức tin, cũng như chúng ta đáp ứng trước sự thương xót của Chúa để dâng cuộc đời chúng ta là cũng bởi đức tin. Cho nên chúng ta trở lại với tổ phụ của đức tin là một cái tấm gương cho chúng ta, kiểu mẫu cho chúng ta về một đời sống nhận được sự thương xót của Chúa, gặp gỡ Chúa và rồi dâng cuộc đời của mình cho Chúa trên bàn thờ là như thế nào. Đó là tổ phụ đức tin là ông Abraham. Chúng ta hãy xem trong sách Sáng Thế Ký ở trên đó để chúng ta có thể thấy. Ở đây ghi lại cho chúng ta lời Chúa rằng Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng: ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Chúng ta cần lưu ý ở đây đó, hai lần đã nói đến việc là Đức Chúa Trời hiện ra với Abraham.
Từ chỗ ông được Đức Chúa Trời hiện ra bày tỏ Ngài cho chính mình. Lời kêu gọi của Chúa lúc bấy giờ, ông đang sống ở tại xứ Ur, thuộc về xứ Canđê, nó là cái vùng đất nằm gần cái vịnh Ba Tư, vịnh Pexic rồi đó. Và nó có hai cái con sông lớn là sông Tigris và Euphrates, cái vùng lưỡng hà địa đó. Thì ông đang sống một cuộc sống yên ổn, giàu có nữa. Tại sao Đức Chúa Trời đến Ngài kêu gọi ông, và kêu gọi ông hãy rời khỏi quê hương bà con của mình, gia đình của mình, để mà đi theo tiếng gọi của Chúa, rồi đi mà không biết mình đi đâu? Nhưng mà chúng ta biết rằng ông không phải đáp ứng trước cái việc mà Chúa kêu gọi để đi mà không biết mình đi đâu đó. Nhưng mà bởi vì ông đã gặp Chúa, vì Ngài đã hiện ra cho ông, cho nên ông đã đi theo chính mình Ngài, và bằng lòng để dâng cả cuộc đời của mình, tương lai của mình. Tương lai mà nếu là con người thì vô định, không biết nó sẽ ra sao. Nhưng mà tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời và để Ngài làm chủ cả cuộc đời của mình. Vì vậy ông đã đáp ứng bằng cách từ bỏ hết mọi cái điều mà Đức Chúa Trời muốn để đi với Chúa. Và chúng ta thấy rằng sau khi ông đã gặp Chúa trong sự hiện ra của Ngài bấy giờ, thì chúng ta thấy ông mới đi đến tại Bê-tên. Bê-tên có nghĩa là nhà Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, ông lấy Đức Chúa Trời làm nơi ở của mình, chứ không phải là ông lấy một cái cơ ngơi nào đó, một cái nơi chốn nào đó, một cái dinh thự hay là bất cứ một cái gì mà có của cải vật chất đời này để làm cái nơi ở của mình, nhưng mà lấy Đức Chúa Trời là nhà cho cuộc đời của mình. Thì đó là một điều hết sức là quan trọng. Chúng ta có thật sự gặp Chúa như vậy để đáp ứng bằng cách lấy Ngài làm chuẩn đích cho cuộc đời chúng ta, và lấy Ngài là sự che phủ, là nơi ở của mình không? Và chúng ta thấy khi đi đến ở tại Bê-tên thì ông làm gì? Ở đây ghi lại cho chúng ta rằng đó là Ngài đã, Abraham, ông đã đến tại Bê-tên và lập một bàn thờ tại đó. Và không phải là ông chỉ lập một cái bàn thờ, nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đây còn nói đến một điều mà chúng ta cần chú ý đó. Đó là ông lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, rồi ông đi qua núi về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại. Câu số 9 cũng nói rằng kế sau Abraham vừa đi vừa đóng trại lần lần đến năm phương. Đời sống của ông là một cái sự lưu chuyển từ nơi này sang nơi khác. Ông không ở trong nhà cố định, bởi vì cái nhà cố định thì ông đã có ở tại Ur rồi. Nhưng mà bây giờ đi theo Đức Chúa Trời, trải qua đời này ông đóng trại. Ông không có lập nền đâm rễ vào trong cái thế giới này, mà ông đóng trại. Chúng ta thấy rằng ông giống như là một cái người mà đi, như là tác giả của thơ Hebrew đoạn thứ 11 nói đó, ông là một người lữ khách. Lữ khách có thể ở chỗ này, mai ở chỗ kia, chứ không có ở trong một cái nơi cố định. Và thiên quốc mới thật sự là quê hương. Cho nên đây cũng là một bài học cho chúng ta. Chỉ có những người nào mà họ biết lập bàn thờ từ chỗ đã gặp gỡ Chúa và nhận sự thương xót của Ngài, thì bây giờ họ mới có thể bằng lòng sống trong trại mà thôi. Nếu không, chúng ta vẫn cứ chăm chú vào những cái gì thuộc về đời này, và chúng ta dành tất cả mọi sự của cuộc đời chúng ta cho những cái gì thuộc về đời này, trong khi chúng ta không biết rằng những gì thuộc về đời này, giống như tác giả của sách Truyền Đạo là Salomon, một người khôn ngoan của Chúa, ông đã nói rằng hư không của sự hư không, thay thảy đều là hư không. Mà không chỉ là nó là hư không, mà nó sẽ dẫn tới hư hoại luôn nữa, vì thế giới này cuối cùng sẽ bị đốt trong lửa. Cho nên một cái người nào mà thiết lập cuộc đời của mình chăm chú vào chủ đích là những cái gì thuộc về đời này mà thôi đó, thì người đó không có khôn ngoan. Bởi vì người đó đã chọn cái sự hư không mà bỏ mất cái không hư. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy được bài học này. Và Abraham, ông đã lập bàn thờ chính vì cớ đã được Chúa hiện ra. Rồi Ngài ban lời hứa là gì? Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Lúc bấy giờ hai vợ chồng Abraham và Sarai là chưa có con mà lớn tuổi rồi.
Nhưng mà Chúa nói ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi, tức là sẽ có hậu tự, sẽ có con cái, mà cho cả đất này nữa. Chứ đây là một cái lời hứa mà chúng ta biết rằng đất này không chỉ là về cái đất tạm thời, mà Chúa sẽ thiết lập cho một dân mà Chúa sẽ thành lập ra từ Abraham. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, nó còn là chỉ về vương quốc đời đời của Chúa nữa. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, bởi lời hứa đó mà ông đã bằng lòng đáp ứng trước sự kêu gọi của Chúa, dâng mình cho Chúa, ông lập một bàn thờ. Và chúng ta biết rằng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mà chúng ta còn biết rằng đó, về sau đã có những lúc ông không có, chúng ta chú ý câu số ở trong đoạn 4, xin lỗi, đoạn 13. Bước sang đoạn 13 thì chúng ta cần lưu ý một điều, đó là sau khi ông đã được gặp Chúa bởi sự hiện ra của Ngài, lập một bàn thờ và đóng trại rồi, thì chúng ta thấy tiếp theo nữa, ông đã không có tiếp tục để mà lập bàn thờ của mình. Cho nên á, trong chỗ đó thì chúng ta thấy ông đã di chuyển xuống dưới Ai Cập trong khi xứ bị cơn đói kém. Và trong suốt cái thời gian mà ông xuống dưới Ai Cập đó thì chúng ta thấy ông không có lập bàn thờ. Nghĩa là ông không có dâng mình cho Chúa, không có để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Mà ông trở lại, ông lại nắm giữ cuộc đời của mình. Và trong đó ông nắm giữ những người ở trong gia đình của mình, mà trước nhất là cho người vợ của mình là Sarai. Bà Sarai là một mỹ nhân đẹp vô cùng. Vì vậy mà hoàng đế của đế quốc Ai Cập đó nhìn thấy và muốn lấy Sarai làm vợ. Và bây giờ ông một cách ích kỷ, ông bán vợ của mình luôn. Lúc bây giờ ông chưa có con, cho nên ông không có bán vợ đợi con, mà bán vợ để đổi lấy cho mình rất nhiều những cái quyền lợi gì đó về đời này, về của cải, về gia nhân, về nô lệ, đủ thứ. Đức Chúa Trời phải can thiệp vào trong cái chỗ đó để mà giải cứu ông. Và chúng ta biết rằng sở dĩ mà ông đã rơi vào trong những cái điều mà tội lỗi xấu xa như vậy đó, vợ của mình mà cũng đi bán luôn để mình đổi lấy những cái gì đó cho mình một cách rất là ích kỷ, sử dụng người vợ của mình. Vì ông tưởng nó là cái quyền của tôi làm chủ cuộc đời tôi làm chủ những cái gì mà tôi có đây. Tôi muốn sử dụng nó theo mục đích, theo cách thức nào đó là quyền của tôi, chứ không phải Chúa nữa. Và vì vậy mà chúng ta thấy rằng nó đã dẫn ông tới những cái sai phạm và cái hậu quả rất là đau đớn. Chúng ta nhớ rằng trong số những người mà ông đã có được bởi vì bán vợ của mình, thì trong đó thì chúng ta biết là có những nô lệ. Và rồi trong số những nô lệ đó thì chúng ta biết rằng đó là có ai mà về sau ông đã lấy làm nàng hầu luôn, đó là Aga, là một người nữ Ai Cập. Và chúng ta biết rằng Aga thì sanh ra Ismael, rồi dòng dõi của Ismael tức là các dân tộc Ả Rập ngày hôm nay. Nó không chỉ là làm khốn khổ cho gia đình của Abraham thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng nó còn di hại từ đời này qua đời kia cho tới ngày hôm nay. Thế giới này cũng khốn khổ vì cái cuộc tranh chấp giữa Do Thái và Ả Rập, giữa Israel và Ả Rập. Đấy là một cái hậu họa rất là lớn như vậy. Và rồi chúng ta thấy bước sang đoạn 13, sau khi đã được Chúa giải cứu và cảnh tỉnh mình đó, thì ở đây ghi lại cho chúng ta như thế nào. Người vừa đi vừa đóng trại từ năm phương trở về Bê-tên. Ông phải trở lại Bê-tên là nhà Đức Chúa Trời. Rồi sao nữa? Đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng ta thấy ông lại đi trở về và ông lại tái lập lại cái bàn thờ tại Bê-tên, rồi ông đóng trại ở tại đó. Rồi trong câu số 18 cũng ghi lại cho chúng ta, khi có những cái vấn đề tranh chấp về gia nhân, về bầy chiên, về của cải với cái đứa cháu của mình là Lót, thì chúng ta thấy rằng bởi vì lúc bấy giờ ông đã biết trở lại và xây dựng lại cái đền thờ và đóng trại với đền thờ, bàn thờ đó, thì chúng ta thấy rằng đó, ông không có muốn tranh chấp cái gì về quyền lợi ở đây nữa. Trước đó thì ở tại Ai Cập ông đã tìm cách để thâu lợi, nhưng mà bây giờ khi mà đã biết
trở lại và tái lập lại cái bàn thờ và cái liều trại của mình, thì ông không còn muốn tranh chấp về những cái điều đó. Mặc dù ông có cái quyền đó, ông có cái quyền lớn hơn đứa cháu của mình chứ, nhưng mà ông không tranh chấp. Vì vậy trong câu số 18 ghi lại rằng đó, ông đã nhường. Và Abraham đã phản ứng thế nào? Đoạn Abraham dời trại mình ở nơi lùm cây dẻ bọp tại Mamre thuộc về Hebron. Hebron là tương giao. Chữ Hebron nó có nghĩa là tương giao. Và ở đó ông đã giữ cái mối tương giao của mình với Chúa và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Liên tục chúng ta có thể thấy dấu tích của cái việc mà đời sống Abraham, tổ phụ của đức tin, ông đi tới đâu thì ông lập bàn thờ tới đó. Bàn thờ với liều trại luôn luôn gắn chặt với nhau. Cho nên đây cũng là điều mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta có thể học biết được. Chúng ta phải nhớ như thế này: nếu chúng ta dâng nhiều thứ cho Chúa mà chúng ta không có dâng mình cho Chúa trên bàn thờ đó nha, thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc, chúng ta sẽ dễ đổi lòng của chúng ta ở trong cái tiến trình chúng ta bước đi theo Chúa. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong hàng ngũ các môn đồ của Chúa, 12 sứ đồ, thì có một người tên là Judas Iscariot. Chúng ta thấy rằng ông đi theo Chúa chứ, cũng dâng nhiều điều thì giờ năng lực của mình cho Chúa để trở nên một sứ đồ. Nhưng mà chúng ta thấy về sau ông đã chuyển đổi cái mục đích, chuyển đổi cái lý tưởng, và Chúa không còn là cái mục đích cao quý để mà mình có thể sống cho nữa, mà Chúa trở thành một công cụ, một phương tiện, một gia nhân của mình để ông theo đuổi những cái mục đích tiền tài của mình. Và bởi điều đó mà chúng ta có thể thấy rằng đó, vì không dâng mình một cách trọn vẹn mà chúng ta thấy ông đã trở thành một sứ đồ phản loạn. Rồi chúng ta cũng nhớ một nhân vật khác là một người được coi như là đồng công với sứ đồ Phaolô trong các công cuộc truyền giáo, tên là Đêma. Nhưng mà chúng ta biết về sau đó, thay vì ông đi đây đi đó với Phaolô trong rất nhiều những cái thành phố của bờ cõi của đế quốc La Mã, có thể lắm ông là một cái người sống ở cái vùng nông thôn, không phải là giàu có. Nhưng mà khi đi với Phaolô, đi đến nhiều cái thành thị lớn ở trong xứ đế quốc La Mã lúc bấy giờ, thì ông bắt đầu đem ham thích tất cả những cái điều đó. Và ông từ bỏ cái sự kêu gọi của Chúa, ông từ bỏ cái mục đích sống cho Chúa và lý tưởng của thiên đàng. Và Phaolô, ông đã đau đớn để nói rằng: Đêma đã lìa bỏ ta rồi vì người ham hố đời này. Cho nên đây là một điểm mà xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta, để chúng ta có thể thấy rằng đó, chúng ta phải thấy được giá mà Chúa đã phải trả vô cùng đắt để ban cho chúng ta một đời sống mới, một mục đích mới, một lý tưởng mới. Không thấy được điều đó, chúng ta sẽ không có đáp ứng một cách đúng đắn và phải lẽ đâu. Thật ra thì những cái gì mà thuộc về Chúa và chúng ta muốn dâng cho Chúa đó thì nó tốt quá đi. Chúng ta tốt. Và Chúa là một đấng công bình, vì ai gieo cái gì thì gặt cái nấy. Cho nên chúng ta gieo những cái việc lành, Chúa sẽ ban thưởng lại, ban phước lại cho chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái điều quan trọng hơn hết, nó phải là phước đích thực, phước mà nó sẽ còn lại cho đến đời đời kìa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng phải dâng cuộc đời của mình như là cái gì thì chúng ta mới có thể nhận được lời hứa tốt nhất. Bây giờ chúng ta hãy xem những khía cạnh của sự dâng mình. Phaolô ông nói rằng: tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ở đây cho chúng ta thấy cái hình ảnh là mình phải dâng thân thể mình. Đây là một cái hình thức tu từ Pháp cải dung, tức là một cái cách hành văn, một cái cách nói. Khi nói tới dâng thân thể thì không phải là mình chỉ nói đến cái thân xác vật lý này thôi, nhưng mà nó có nghĩa là trọn cả đời sống của chúng ta. Mà bản thể của con người nó gồm có thân, hồn, linh. Cho nên đây là cả cuộc đời của mình được dâng lên cho Chúa. Và dâng như thế nào? Dâng như là một của lễ toàn thiêu cho Chúa. Đó là điểm chúng ta cần thấy. Của lễ toàn thiêu nó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là chúng ta phải dâng trọn vẹn đời sống của chúng ta cho Chúa. Trước hết thì tôi muốn nói đến là chúng ta dâng thì dâng ở đâu? Đương nhiên là chúng ta dâng trên bàn thờ. Của lễ sinh tế là phải dâng trên bàn thờ, và dâng bàn thờ của lễ thiêu.
Ở tại đây nó cho chúng ta thấy được một điều rất là quan trọng. Chúng ta hãy xem lời của Chúa ở trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký để chúng ta có thể tìm thấy được cái vị trí của cái bàn thờ của lễ thiêu này là nó nằm ở đâu, ở trong cả cái đền thờ của Chúa. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn thứ 40 câu 6. Tôi xin đọc ở đây. Cũng hãy để bàn thờ về củi lửa thiêu đằng trước cửa đền tạm. Và câu số 29. Đoạn người để bàn thờ về của lễ thiêu nơi cửa đền tạm, dâng trên đó của lễ thiêu và của lễ chay, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Cho nên nếu một cái người đi đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì họ sẽ thấy cái cửa dẫn vào. Cửa luôn luôn nó nói là một cái khởi điểm và là một cái căn bản để có thể dẫn đến một cái điều gì đó lớn lao hơn. Thì ngay tại cửa, bây giờ nó là nằm ở trong cái khu vực coi như là ở bên ngoài lộ thiên, chứ chưa phải là đi vào trong cái nơi kín của nơi thánh và chí thánh. Thì nó có cái bàn thờ dâng của lễ thiêu. Khi nãy chúng ta đã nói đến bởi lòng thương xót của Chúa, Ngài muốn cứu chuộc chúng ta thì Ngài đã đến tại bàn thờ của lễ thiêu. Ngài đã tự nguyện dâng chính cuộc đời của Ngài để làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Ngài dâng trọn cả đời sống của Ngài cho chúng ta ở trên bàn thờ của lễ thiêu đó. Và bây giờ tại cái bàn thờ của lễ thiêu này, chúng ta cũng phải dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời là đời sống của mình. Nhận biết sự thương xót của Chúa đã hy sinh vì mình thì chúng ta mới có thể tận hiến cuộc đời của chúng ta cho Ngài. Ngài không phải đến để đổ ra một lít máu để tha tội cho chúng ta thôi. Ngài cũng phải là chặt bớt một cái phần chi thể nào đó đặt trên bàn thờ. Nhưng mà Ngài đã dâng trọn vẹn một của lễ toàn thiêu, mà quy luật của lễ toàn thiêu đó là phải dâng một cách một của lễ toàn vẹn nha. Không có tì vết, không có bệnh hoạn gì hết, mà còn phải dâng một cách trọn vẹn, không có giữ lại bất cứ một cái điều gì. Thì đó là những cái tiêu chuẩn của một của lễ dâng lên được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Thì bây giờ Chúa cũng kêu gọi chúng ta cũng hãy dâng cuộc đời của chúng ta giống như vậy cho Chúa. Phải là một cái của lễ sống và thánh, một của lễ toàn thiêu ở trên bàn thờ. Nghĩa là một người sau khi đã nhận biết Chúa là sinh tế đã chuộc tội cho mình rồi, thì bây giờ chúng ta hãy đáp ứng bằng cách dâng cuộc đời của chúng ta một cách trọn vẹn cho chính mình Chúa. Bây giờ chúng ta hãy xem ở trong sách Lê Vi Ký để chúng ta có thể thấy một số điều mà ở đây có thể nói cho chúng ta ý nghĩa sự trọn vẹn dâng đời sống của mình cho Chúa. Câu số 3: nếu lễ vật của ngươi là của lễ thiêu bằng bò thì phải dâng con đực không tỳ vít, dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. Câu số 10: nếu lễ vật ngươi là của lễ thiêu bằng súc vật nhỏ hoặc chiên hay dê thì phải dâng một con đực không tỳ vít. Câu 14: nếu lễ vật ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va là một của lễ thiêu bằng chim thì phải dùng cu đất hay là bồ câu con. Ở đây cho chúng ta thấy có nhiều cái con vật được dâng làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Nếu một cái người mà khá giả thì người đó có thể dâng cả một con bò. Nhưng mà con bò thì phải là một con bò không tỳ vít. Nếu người đó không phải là giàu có lắm thì người đó cũng có thể bằng khả năng của mình dâng một con súc vật nhỏ, đó có thể là con chiên hay là con dê. Thì một lần nữa chúng ta cũng phải thấy là con vật đó được dâng thì nó phải không tỳ vít. Và nếu là những cái người nghèo thì họ sẽ dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ thiêu bằng chim, là con cu đất hay là một con bồ câu con. Nhưng mà cho dù dâng con bò, dâng con chiên hay con dê hay là con cu đất hay là con bồ câu gì đi nữa thì phải dâng một của lễ trọn vẹn cho Chúa. Không thể dâng một của lễ bất toàn được. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta để hiểu được cái ý nghĩa của việc chúng ta phải dâng trọn vẹn đời sống của chúng ta cho Chúa. Điều này nó dạy cho chúng ta một cái điều rất là quan trọng.
nhớ rằng của lễ phải được dâng trên bàn thờ, và nó là cái khởi điểm khi đi vào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Ngài phải là đầu tiên, Ngài là phải là trên hết, và Ngài phải là tất cả trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên á, mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay đã nhận được sự thương xót cứu chuộc của Chúa rồi, chúng ta có dâng cuộc đời chúng ta cho Ngài chưa? Mà phải dâng một cách trọn vẹn. Mỗi người đều có những cái khả năng riêng của mình, điều kiện riêng của mình. Nhưng cho dù chúng ta ở trong cái vị thế nào, điều kiện nào, Chúa muốn chúng ta phải dâng một cách trọn vẹn cả cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Không có giữ lại một cái điều gì hết. Thế nhưng có lắm khi có những người mặc dù họ đã biết Chúa và tin nhận Chúa rồi, nhận sự cứu chuộc của Chúa rồi, có đời sống mới rồi, nhưng mà họ vẫn không nghĩ rằng đó là Chúa là chủ của cuộc đời mình, bởi vì họ chưa có dâng. Và họ vẫn nói rằng đó, đây là cái nhà của tôi, đây là cái tài sản của tôi, đây là cái công việc của tôi, đây là của cải của tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con của tôi. Mọi sự là của tôi, hễ cái nào mà tôi thấy muốn thích gì đó thì tôi dâng. Nhưng mà họ không có dâng cả cuộc đời của mình cho Chúa, và họ không biết rằng thật ra tất cả những cái điều đó là từ Đức Chúa Trời, Ngài mới thật là chủ sở hữu. Còn chúng ta chỉ là những quản gia mà Chúa trao cho chúng ta những cái điều đó thôi. Và trao cho một quản gia một cái tài sản hay là một cái công việc, một trách nhiệm gì đó là để làm theo ý chủ và xin lợi cho chủ, chứ không phải là tùy ý của cái người quản gia đó muốn làm gì thì làm. Sử dụng của cải, tài sản của chủ theo ý riêng của mình, cho cái tư lợi của mình, không được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng tất cả mọi sự của đời sống chúng ta ngày hôm nay phải nhận thức rằng nó thuộc về Chúa, và chúng ta phải dâng cả cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Có những người họ nghĩ rằng tình cảm là cái vấn đề của tôi, chọn một đối tượng nào đó để mà tôi có thể xây dựng tình cảm, tôi có thể bước vào hôn nhân với người đó. Nó là cái quyền của tôi, vì tình cảm là chuyện của tôi, là quyền của tôi, là cái ước muốn của tôi. Không, Cơ Đốc nhân không được phép nói như vậy. Hoặc là người đó chưa phải là Cơ Đốc nhân, hai, người đó là Cơ Đốc nhân xác thịt, giống như là Abraham. Đây là cái quyền của tôi, vợ tôi thì tôi thích thì tôi ăn ở, mà tôi không thích thì thôi tôi bán đi. Rồi bây giờ cái cô này hay tôi thích thì tôi lấy, Aga gì đó thì tôi thích thì tôi lấy thôi. Ông nghĩ rằng cái đó là cái quyền của mình, nhưng mà chúng ta biết rằng thật ra Abraham không có cái quyền đó. Và khi làm như vậy thì nó sẽ dẫn tới những cái hậu quả của nó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhớ rằng mọi lãnh vực trong đời sống của chúng ta, mọi sự mà chúng ta nói là chúng ta đang có đó, thì thật sự là Chúa trao phó cho chúng ta để chúng ta quản lý và sử dụng nó cho mục đích của chính Ngài. Đó là một cái điều nó rất là quan trọng mà chúng ta cần phải thấy. Chúng ta nhớ ông Samson là một người Nasire. Nasire ngay từ khi còn trong lòng mẹ, Chúa đã chọn ông rồi để ông trở thành một vị quan xét của Đức Chúa Trời để làm công việc lớn của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy rằng về sau ông đã không có dâng trọn cuộc đời của mình. Nasire là một người biệt riêng ra thánh một cách trọn vẹn để được Đức Chúa Trời sử dụng. Thế nhưng chúng ta thấy ông dâng nhiều thứ lắm, nhưng mà ông giữ lại con tim của mình, phải không? Rồi ông dâng cái con tim của mình, thay vì dâng nó cho Đức Chúa Trời thì ông dâng cho Dalila. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng đây là bóp nát trái tim của ông, và cuối cùng làm cho ông mù mắt, làm cho ông phải chịu sỉ nhục, bị tù đày trong cái lúc cuối đời của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng dâng mình cho Chúa là một cái điều nó hết sức là quan trọng. Ông vua Saul, vị vua đầu tiên trong thời đại quân chủ của dân Israel, thì trong lúc ban đầu Chúa cũng đã chọn ông để lập ông làm vua. Samuel đã được sai đến để sức dầu lập ông làm vua. Và ông khiêm nhu lắm lúc bấy giờ. Ông nhận được ơn của Chúa nữa. Thế nhưng mà chúng ta thấy về sau đó, thì ông bắt đầu chú ý tới cái quyền lực. Và ông nghĩ rằng đó, cái vị thế vua của mình, cái quyền lực mà mình có đó, thì nó thuộc về tôi muốn sử dụng nó như thế nào đó, thì đó là ý của tôi. Và ông sử dụng nó. Ban đầu chúng ta thấy rằng ông muốn sử dụng nó cho những cái điều gọi là tốt, tốt theo ý mình, mà không phải là theo ý Đức Chúa Trời. Bởi vì ông nghĩ rằng mình là chủ. Và chúng ta thấy rằng đó, chính vì cái chỗ đó mà ông đã bị Đức Chúa Trời phế bỏ. Và rồi sau đó ông cứ tiếp tục làm sao để mình có thể nắm giữ tham quyền cố vị mà.
Cho nên là phải làm sao nắm giữ rồi củng cố cái vị thế quyền lực của mình. Cho nên khi thấy có một đối tượng khác dấy lên mà người ta có vẻ ủng hộ, ca ngợi đó là David, thì ông nói đây là mối đe dọa cho cái vị thế của tôi. Cho nên chúng ta thấy ông đã tìm cách để giết David. Chính chúng ta thấy rằng Chúa lập ông làm vua chứ, Chúa ban cho ông có cái uy quyền chứ, nhưng mà chúng ta thấy về sao ông tưởng nó là cái uy quyền riêng của mình, ông sử dụng nó theo cái mục đích riêng của mình. Và điều đó nó dẫn tới chỗ là cuối cùng thì ông đã thảm bại một cách sỉ nhục. Cuối cùng ông đã bị giết bởi một người Amalek. Một cái tên Amalek cũng không phải là ông vua Amalek nữa, ông vua Aga nữa, không phải. Bởi vì trước đó ông không vâng lời Đức Chúa Trời, cho nên ông đã buông tha cho cái ông vua Aga của Amalek đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là một sự vi phạm vì trái lời Chúa. Rồi cuối cùng là cái gì? Là một cái tên lính quèn thôi của Amalek đã giết và chúng ta thấy nó cướp luôn cả cái mão triều thiên của ông đó, là cái mão vua của ông luôn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, chúng ta cần phải để Chúa hoàn toàn làm chủ một cách tuyệt đối ở trong đời sống của mình. Chúng ta hãy xem lời của Chúa trong Ê-sa đoạn 3 để chúng ta có thể thấy về những cái nguyên tắc của việc dân của lễ thiêu là như thế nào. Xin chú ý đến những cái điểm mà tôi gạch dưới để chúng ta có thể thấy được. Đến tháng 7 khi dân Israel đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Jerusalem. Chúng ta nhớ sách Ê-sa ghi lại cho chúng ta về cái việc mà bởi Sô-rô-ba-bên thì dân Juda từ xứ lưu đày sau 70 năm đó thì họ được phép để trở về quê hương xứ sở của họ để tái thiết cái đền thờ. Và bây giờ khi mà họ trở lại quê hương của mình đổ nát như vậy, đền thờ bị hủy phá rồi, thì cái việc đầu tiên trong cái việc xây dựng đền thờ đó là phải xây cái gì? Chúng ta hãy xem tiếp. Bây giờ Giê-xua, con trai của Giô-sa-đát và các anh em người là thầy tế lễ, luôn với Sô-ba-bên, con trai Sa-an-ti-ên và các anh em người đều trỗi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel. Để làm gì? Đặng dân của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Bây giờ đền thờ chưa được tái thiết, việc đầu tiên là xây cái bàn thờ. Để làm gì? Để dân của lễ thiêu trên đó. Nếu không làm điều này, Chúa sẽ không dùng họ xây đền thờ, xây nhà của Đức Chúa Trời được. Những người không dâng mình cho Chúa, Chúa không dùng người đó. Mặc dù người đó có thể giữ phần điều này, giữ phần điều kia, nhưng cái điều mà Chúa đang đeo đuổi, Ngài đang tìm kiếm không phải là công việc của tôi, mà là chính tôi. Ngài không có tìm cầu những cái gì tôi sẽ làm cho Chúa, mà Ngài tìm cầu chính tôi. Đó là một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần thấy. Đôi khi chúng ta khoe mình về việc tôi làm điều này, tôi làm điều kia, và tôi muốn dâng thì giờ năng lực của tôi để bước vào cái vị thế này, vị trí kia, chức vụ nọ, phải là cái đó tôi mới bước vào. Còn nếu không thì thôi, tôi nghĩ không, tôi làm gì hết. Tôi phải có cái vị trí đó. Tôi phải là mục sư, tôi phải là truyền đạo, tôi phải là chức viên của ban trị sự hội thánh, tôi là trưởng của một ban ngành, trưởng ca đoàn hay là cái gì đó, vân vân. Mà nếu không thì không. Chúng ta muốn dùng những cái khả năng nào đó của chúng ta cho một cái việc nào đó chúng ta làm, và chúng ta tưởng cái điều đó đẹp lòng Chúa. Nhưng nếu chúng ta chưa có dâng mình cho Chúa đó, chúng ta có thể làm điều đó, nhưng mà mọi cái việc đó chúng ta phải nhớ rằng cuối cùng sẽ không có phần thưởng đích thực đâu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rằng cái việc này hết sức là quan trọng ở trong đời sống đức tin của chúng ta theo Chúa. Phải lập cái bàn thờ, rồi trên đó dân của lễ thiêu. Chúng ta đọc tiếp câu số 3 nói như thế này: chúng sợ hãi dân của xứ nên lập lại bàn thờ trên nền cũ nó, và dân tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều. Có buổi mai và buổi chiều phải dân của lễ thiêu. Chúng cũng giữ lễ liều tạm y như đã chép, và dân những của lễ thiêu ngày này kế ngày kia theo số đã định cho mỗi ngày. Sau ấy chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va.
Từ ngày mùng 1 tháng 7, chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đó, chúng ta thấy rằng chưa có xây nền, nhưng mà phải dâng những cái của lễ kia, và dâng sáng, chiều, dâng mỗi một ngày, dâng liên tục, và phải dâng bằng một cái tấm lòng tự nguyện, vui vui lòng mà dâng nữa, lạc ý. Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể thấy rằng đây chính là những điều mà Chúa muốn chúng ta phải làm. Không phải tôi chỉ dâng cho Chúa Chúa Nhật, dâng cho Chúa một số thì giờ nào đó, dâng cho Chúa cho một số công việc nào đó, còn những cái ngày khác, những cái việc khác là của tôi. Không, chúng ta phải dâng tất cả mọi sự trong cuộc đời chúng ta cho Chúa để Ngài làm chủ đời sống của chúng ta. Cho nên đó là một cái điều rất là quan trọng mà xin Chúa cho chúng ta có thể nhận thức được. Ngài phải là chủ một cách tuyệt đối ở trong đời sống của mình. Giống như câu chuyện kể lại về một con cái của Chúa một lần kia đi trên chuyến xe lửa đường dài. Ngồi trong cái toa xe thì nó có 4 người trong đó với... Thì ba cái người kia thấy đường dài quá, bây giờ làm sao giết thời gian, cho nên là mới nói thôi bây giờ mình chơi đánh bài đi. Thì mới kêu cái người tín hữu này, anh hãy dự phần vô cho nó đủ tay. Thì ba người chưa đủ, 4 người mới đủ. Thì anh kia, anh tín đồ mới nói không, tôi không có tay cho nên chắc là tôi xin phép tôi không có dự được. Anh mới nhìn nó, ủa tay này tay anh, tay thật chứ đâu phải tay giả đâu, mà sao anh nói lạ vậy. Thì nói vâng, nhưng mà tay này không phải của tôi, thuộc về tôi, mà tay này đã thuộc về Chúa vì tôi là con cái của Chúa. Tôi đã dâng cuộc đời của tôi cho Chúa. Tôi không có quyền sử dụng tay này theo ý của tôi, mà phải theo ý Chúa. Và là một cơ hội để anh nói về Chúa cho ba người kia. Cho nên chúng ta có nhận thức rằng cái miệng này của chúng ta là thuộc về Chúa không? Mắt này của chúng ta là của Chúa không? Lỗ tai này của chúng ta là của Chúa không? Tay này của chúng ta là của Chúa? Chân của chúng ta là của Chúa không? Mọi năng lực, mọi sự của đời sống chúng ta là của Chúa không? Phải dâng của lễ toàn thiêu cho Chúa là như vậy. Và chúng ta phải thể hiện điều đó trong mọi sinh hoạt, mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Bởi vì nó là đời sống sống cho Chúa, chứ không phải chỉ là một số công việc thì giờ cho Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận thấy được điều này. Và bây giờ chúng ta hãy nói đến mục đích của sự dâng mình. Phaolô nói rằng hãy dâng đời sống của chúng ta làm của lễ sống và thánh. Có nghĩa là sự thánh hóa đời sống. Sống và thánh. Cho nên đó là thánh hóa đời sống. Đời sống được thánh hóa. Mà nói đến đời sống thánh hóa thì nó có hai phương diện. Về cái phương diện tiêu cực á, thì Phaolô nói rằng đừng làm theo thối đời, đừng làm theo đời này. Đừng có làm theo đời này. Chúng ta không có thể sống theo đời này vì chúng ta đã chết đối với nó rồi. Không có sống theo cái người thế gian không có Chúa. Không có sống theo một cơ đốc nhân xác thịt không để Chúa làm chủ, mà để cái tôi của mình làm chủ. Chúng ta không sống như vậy. Đừng làm theo cái thối đời đó. Hay là không làm bất cứ một cái điều gì ngoài ý muốn của Chúa, cho dù nó là điều tốt nha. Sự sa ngã của con người chối bỏ Đức Chúa Trời không phải là họ chọn cái cây biết điều ác, mà họ chọn cây biết điều thiện và ác. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng không phải chỉ là việc từ bỏ những cái việc xấu xa, nhưng mà ngay cả những điều gọi là tốt, thế gian này không có Chúa nhưng mà vẫn biết bao nhiêu người có một cuộc đời tốt. Nhưng mà cái tốt đó nó có theo ý muốn của Đức Chúa Trời không là một vấn đề. Trong đời sống của chúng ta nó khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta thấy rằng thánh hóa về mặt tiêu cực là chúng ta đừng làm theo đời này. Và chúng ta phải chấp nhận một sự trả giá đó. Tại vì chúng ta khác biệt, thánh là một sự khác biệt. Cho nên chúng ta sẽ phải trả giá. Kinh Thánh đã nói với chúng ta rằng đó là những cái người trong thế gian họ thấy cái cách ăn ở của anh em không giống như họ, cho nên họ mới dèm chê, họ sẽ bắt bớ mình. Nhưng mà chúng ta phải giữ lấy đời sống khác biệt đó thôi. Vì vậy chúng ta phải chấp nhận giá phải trả. Chúa Giê-xu Ngài cũng đã phải trả một cái giá như vậy mà, để Ngài sống cho Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cũng cho chúng ta sẵn lòng bước đi với Chúa giống như vậy. Và chúng ta phải chấp nhận một cái giá phải trả. Có đôi khi á, chúng ta thấy giống như câu chuyện mà của Joseph. Joseph bị các anh của mình bán đi làm nô lệ ở tại xứ Ai Cập.
Rồi đến tại nhà Phu-ti-pha, được Chúa tín cẩn và giao cho ông để trở thành một người quản gia mọi cái tài sản công việc ở trong nhà của vị quan này luôn nữa. Nhưng mà có bà vợ của ông thì thấy Joseph đẹp trai rồi này kia nọ, cho nên tìm cách quyến rũ. Chắc mình làm nô lệ mà bây giờ được bà chủ bà ưu ái mình vậy thì nó có nhiều quyền lợi lắm á. Nhưng mà chúng ta thấy ông kính sợ Đức Chúa Trời. Ông không dám làm một điều như vậy vì nó là tội ác ở trước mặt Chúa. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ông chấp nhận, bỏ ông chạy. Rồi ông bị vu cáo, sau cùng là giá phải trả là gì? Tù đày. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không có bỏ qua cái hoàn cảnh sự việc, cái cách đối xử như vậy của con người sai lạc khi bắt bớ một người sống công bình ngay thẳng trước mặt Chúa đâu. Mà Chúa tể trị trong cái việc đó, bởi vì chính chỗ đó là cái nấc thang để đưa ông đi lên vị thế của một tể tướng của đế quốc Ai Cập. Rồi chúng ta cũng thấy rằng về sau ông gặp lại những người anh của mình, những người đã từng muốn giết mình, nhưng mà sau đó thì thôi bán nó đi có lợi hơn, làm nô lệ đó. Thì chúng ta thấy rằng đó, ông nói gì? Ông đã yêu thương và tha thứ cho anh của mình. Ông không có hành xử theo cái sự công bình riêng của mình, của con người, mà theo sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với mình. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta phải sống, bước đi theo Chúa, cho dù chúng ta có đôi khi phải trả một cái giá nào đó. Và bây giờ cái phần tích cực của sự thánh hóa đó là gì? Là làm theo ý muốn Chúa. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy đổi mới trong tâm trí của mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Mặt tiêu cực chúng ta không làm theo những cái gì thuộc về tội lỗi hay là theo cái tôi của mình. Nhưng mà về mặt tích cực chúng ta phải sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là những cái điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta cần phải làm và phải sống giống như vậy. Trở lại với cuộc đời của Joseph đi, thì chúng ta có thể thấy khi mà ông biết dâng cuộc đời của mình cho Chúa rồi, ông tin cậy rằng Đức Chúa Trời tể trị trong tất cả mọi sự việc. Cho dù con người có thể muốn giày đạp ông, nhận chìm ông, từ một chàng công tử được cha của mình ưu ái yêu thương, nhưng mà rồi bây giờ ông bị bán đi bởi sự ganh ghét của các anh của mình, rồi phải đi làm nô lệ, rồi bị tù đày rồi tùm lum nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, người ta muốn nhận chìm cuộc đời ông trong vũng bùn, nhưng mà Đức Chúa Trời tể trị trong tất cả điều đó. Và chúng ta thấy rằng cuối cùng ông đã nhận được phần thưởng lớn lao từ nơi Chúa trong sự bình hiển. Chúa giúp cho chúng ta để nhận biết được rằng chúng ta đáng phải dâng mình cho Chúa. Tôi muốn kết luận bằng một cái câu chuyện có thật ghi lại về một môn đệ khác của vị triết gia nổi tiếng thời Hy Lạp là Socrates. Thì Aeschines cũng là một người khi biết về cái vị triết gia nổi tiếng này, và ông cũng muốn có một cái cuộc đời mà mình có thể được học biết trở nên một người nhân lành và khôn ngoan. Trên một lần kia thì chính Aeschines này, ông đã chủ động tìm đến với Socrates. Và ông nói rằng đó, tôi là một người rất nghèo mà tôi cũng không có những cái tài năng gì hết. Nhưng mà bây giờ tôi xin dâng đời sống của tôi cho ông. Và Socrates nhìn anh với một cái nhìn trìu mến và nói rằng, hỡi anh có biết rằng anh đã dâng cái điều tốt nhất cho tôi không? Quyền Chúa cho chúng ta có một sự đáp ứng như vậy đối với chính mình Chúa bằng sự dâng mình cho Ngài. Và dâng mình liên tục, chứ không phải dâng một lúc và sau đó lại sống cho riêng mình. Và tôi cũng khích lệ ngay cả những con người nào đã phải bị vấp ngã, thất bại trong cuộc đời của mình một cách ê chề như Abraham tại xứ Ai Cập, vẫn còn ân điển của sự thương xót. Hãy trở lại tái lập lại bàn thờ và lại dâng của lễ thiêu trên bàn thờ đó. Kính mời Thánh Đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin mỗi người chúng ta đối diện với Chúa trong giờ này để chúng ta cầu nguyện. Đây là thì giờ chúng ta đáp ứng trước lời của Chúa. Phaolô, ông nói rằng tôi lấy sự thương xót của Chúa mà khuyên anh chị em hãy dâng mình một cách trọn vẹn làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh chị em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa với sự đổi mới của tâm
thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành đẹp lòng là trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúa đang chờ đợi để Ngài có thể thể hiện các ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn, vinh hiển, hạnh phúc của Chúa cho mỗi cuộc đời chúng ta nếu chúng ta dâng mình cho Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Phải Chúa yêu dấu ơi, chúng con là một kẻ nghèo hèn ở trước mặt Chúa. Chúng con trần truồng lọt khỏi lòng mẹ. Và rồi chúng con rời khỏi thế giới này cũng trần truồng mà trở về với cát bụi. Chứ cảm ơn Chúa vì đang khi chúng con là một kẻ hư mất như vậy, thì lòng thương xót lớn của Đức Chúa Trời đã đoái thương chúng con và Ngài đã tìm đến với chúng con. Không phải chúng con tìm kiếm Ngài đâu, nhưng mà chính Ngài đã chủ động tìm kiếm chúng con. Chúng con không tưởng tượng được một đấng cao quý, vinh hiển, thánh khiết, công nghĩa mà lại có thể đến với những kẻ nghèo hèn, đến với Chúa ơi, chúng con là tro bụi mà lại là Chúa ơi, hư hoại nữa. Và Ngài không chỉ đến với chúng con để giải cứu chúng con ra khỏi cái địa vị hư mất đó, mà còn ban cho chúng con được đổi mới để nhận lấy một cái địa vị đầy vinh quang là trở nên con cái của Chúa. Lạy Chúa, và ngày hôm nay Ngài cho chúng con một đời sống mới, không phải để chúng con lại tiếp tục sống theo ý riêng của mình, sống cho mình, nhưng mà chúng con đáng phải dâng hiến cuộc đời chúng con cách trọn vẹn để sống cho Chúa và để Ngài sống trong chúng con. Hỡi Chúa kính yêu, chúng con giờ này chúng con tái xác nhận tại bàn thờ, chúng con muốn đáp ứng trước lễ tiệc thánh mà Ngài đã thiết lập, nhắc nhở cho chúng con về sự thương xót lớn mà Ngài đã hy sinh chuộc tội cho chúng con. Chúa kính yêu ơi, bây giờ chúng con biết sự đáp ứng một cách phải lẽ là dâng cuộc đời nhỏ bé của chúng con cho chính mình Ngài. Nguyện Chúa đẹp lòng tiếp nhận chúng con. Xin Chúa vui lòng sử dụng đời sống của chúng con bởi sự ngự trị vận hành của chính Thánh Linh Đức Chúa Trời trong chúng con, là Đấng Chúa ơi đã định ý cho chúng con về những ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Mục đích đầy vinh quang của Ngài định cho đời sống chúng con. Và Chúa ơi, phần thưởng ban cho chúng con là vương quốc đầy hạnh phúc, không những trong đời này mà chúng con có thể nhận lãnh được, mà còn là gấp bội phần trong cõi đời đời nữa. Xin Chúa cho chúng con giờ đây, ôi Chúa, ai nấy đều tự nguyện lạc ý mà dâng cuộc đời chúng con cho Ngài. Con cũng xin dâng đời sống con, tái xác nhận để ôi Chúa dâng hiến đời sống con cho chính mình Chúa. Xin tha thứ cho con nếu ôi Chúa trong những ngày qua con chưa sống một cách đầu phục Chúa một cách trọn vẹn. Và xin Ngài giúp con để bởi sự dâng mình này mà chính Chúa Ngài sẽ hoàn toàn làm chủ và làm chủ một cách tuyệt đối trong cuộc đời của con và ông bà anh chị em con. Chúa kính yêu ơi, xin hãy giúp cho chúng con sau khi rời khỏi nơi này, chúng con biết rằng Chúa là đấng đang ngự trị và Ngài là đấng sẽ hành động thể hiện sự sống và nếp sống của Ngài qua chúng con ở giữa thế giới này. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn để lời của Ngài tác động một cách mạnh mẽ trong mỗi đời sống của chúng con, để đem sự biến hóa, biến đổi cuộc đời của chúng con một cách trọn vẹn theo sự vinh hiển của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Sau giờ chúng con sẽ có thời giờ để được thông công với nhau trong bữa ăn trưa, cũng như Chúa ơi, các con gái của Chúa sẽ nhóm hiệp lại với nhau trong sự thông công. Xin Chúa cũng đầy ơn của Ngài trên hết thảy chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và chân thành cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.